Liên quan đến đường dây buôn lậu xăng dầu quy mô đặc biệt lớn do Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với lực lượng Bộ Công an triệt phá. Từ đầu năm 2021, hôm nay Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và lực lượng một số cục nghiệp vụ Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Lộc. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Lộc là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu quy mô rất lớn ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sở hữu hàng chục cảng biển, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, chuyên nhập khẩu, phân phối xăng dầu rộng khắp các tỉnh thành phố phía Nam. Trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Mai Thị Dần, sinh năm 1966, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Lộc về hành vi buôn lậu. Ngoài ra, Công an Đồng Nai đã bắt giữ triệu tập một số đối tượng liên quan đến hoạt động buôn lậu xăng của công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Lộc để điều tra làm rõ.